Alo mấy chị yêu, xem like chia sẻ bài cho em đi nha mấy chị ơi. Sao sao đó đóng chịu mẹ đây, kêu bị mày cái tin tưởng cô thương mặt đây chứ. Wow. Ai gọi chị ta? Alo Kim Thương hả chị? Bà hả? Thì tôi đang lên đó. Nhưng mà tôi không có dám ghi là lụm được chiếc lát, sợ mấy người nó tới nó nhận ẩu á. Mai xuống đấy. Trưa kiếm sao sợ mà bà lướt Facebook tôi bảo thấy mê á nha. Tôi đang cúng về tôi vừa giận siêu tán mà tôi thấy, mà tôi tưởng là ba cái đồ ở trong phụ kiện đồ nó rớt ra, tôi không có thèm lụm, rớt ngang chỗ cái bọc thèm nhà tôi á. Xem cái thằng chồng tôi tán lụm nó cũng sao giống vàng dữ im. Rồi chịu mà chút lên lấy, mai lên lấy. Đã tìm ra được chủ nhân làm rớt vàng nhà im rồi. Nghe em lượm được một chiếc lắc. Chia sẻ bài cho em đi nha mấy chị yêu ơi. Đầu là nói chung là hôm nay Thương sẽ chia sẻ, Thương sẽ xả kho lần lần nha mấy chị ơi. Đầu là Thương sẽ xả kho áo năm với giá cực kỳ sốc luôn. Nên mấy chị yêu ơi chia sẻ bài cho em nha, đừng tiếc gì. Còn chị còn áo kiểu chị mặc với chân váy không? Chuẩn bị em về một lô áo kiểu và lô áo khoác kaki cuối cùng nữa là nghỉ Tết nha mấy chị yêu. Giờ em sẽ lần mấy cái này đã. Tí thôi em, còn cái áo nam nào size 2X không? Hôm nay lấy 1X60kg chặt hoặc. Em nói mà chị không tin. Còn chị, nói chung là bây giờ em sẽ xả hàng áo nam đầu tiên. Mấy chị yêu chia sẻ bài cho em với giá cực kỳ sốc 49.000. Với điều kiện em không cho chọn mẫu và không cho chọn màu, Thương sẽ bắt ngẫu nhiên giá từ 75.000 xuống 49.000. Anh có người hỏi có tìm ra chủ nhân của chiếc lắc đó đâu, nó gọi điện im do nó nói là nó rớt chiếc lắc là đúng y chang. Thì mình đâu có đang là mình lụm được gì đâu, nó nói vậy chính là của nó rồi đó. Nè mới thấy bả like hả, cảm ơn Võ Đông Thảo. Còn riêng nam mà còn ít nha mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em chứ hả. Cho em xin ít phút chia sẻ nha. Từ giá 75 xuống giá 49 nên em sẽ không cho mấy chị chọn mẫu và không cho mấy chị chọn màu, chỉ được phép chọn size. Em Hương sẽ bóc ngẫu nhiên, mấy chị đồng ý thì mấy chị chốt nha. Bởi vì hàng này em nhập quá là cao, còn một ít em xả ra với giá như đó. Thay vì em là 1 triệu thì giờ em là còn 500. Đó cho hết kho nha mấy chị yêu. Nên mấy chị yêu chia sẻ bài giùm Hương để chốt này. Hàng phương nam nhà Hương là mấy chị biết rồi, nó đẹp cực kỳ luôn, nó đẹp phải gọi là đẹp lồng lộn luôn. Mua 75.000 mà khách vẫn cho là rất là rẻ luôn rồi. Rồi chia sẻ bài giùm em nha. Lên like, lên like.
thầy lời bùi vậy, con mới mua hồi chiều áo nam 75k luôn. Đúng rồi con, bởi vì em nhắc lại một lần nữa nha, hàng em xả như thế này áp dụng với những chị chốt hàng trên line, bởi vì người ta không có được mặc thử, không được sóc, người ta không có được lựa. Em bán giá này ra, giá trên line là giá như thế 49.000, em không cho chọn mẫu, không cho chọn màu, chỉ được chọn size. Còn khách đến nhà mua vẫn giá 75.000 bình thường như mấy chị yêu chứ để đâu. Mấy chị biết không, mấy chị nói sao bán la 49.000 mà tới nhà mua 75.000 nha. Hàng này em muốn đẩy đi cho hết là em nhanh như thế đấy, thế em không cho chọn mẫu, không cho chọn màu, chỉ bóc ngẫu nhiên. Hai cái ngẫu nhiên size XL, hai cái ngẫu nhiên size L, hoặc là hai cái ngẫu nhiên 70kg, hai cái ngẫu nhiên 49kg thì thương sẽ bóc. Đó, còn lại là thương không có cho chọn mẫu, chọn mèo, chọn size. Còn mấy chị tới nhà em sóc lựa mặc thử này kia thì giá vẫn là bình thường nha mấy chị ơi. Rồi lên, còn quần u mì nha chị Lê Trinh ơi, lát nữa em sẽ qua xả kho u mì nữa nên mấy chị cứ bình tĩnh, từ từ em sẽ xả kho hết nha. Còn giá bán tại nhà vẫn là giá bán bình thường nha mấy chị. Rồi bắt đầu em lên hàng nha mấy chị yêu nè. Bắt đầu em lên hàng nha mấy chị yêu nha. Rồi thứ nhất, quần nam, sọc nam, form 40 cho tới 70kg, 25.000 một quần, không có chọn màu giúp thương nha. Rồi sọc này là kaki lụa, không có phải là hàng dù, 25.000 một quần, không chọn màu. Rồi ai chốt chốt em mã quần 25 nha. Quần 25 không chọn màu, nhưng mà thương cam đoan là toàn là quần đẹp, mẫu đẹp, nói chung là tất cả đều đẹp, toàn bản màu đẹp thôi nha. Nhưng mà thương sẽ không cho chọn màu. Sẽ nhanh đi nhanh nha mấy chị, như vậy em mới kịp tiến độ. Đến nhà mua giá vẫn bình thường nha, nên mấy chị đến nhà mua đừng có mặc cả hay là đừng có so sánh gì hết nha mấy chị. Mấy chị được quyền lựa, mấy chị được quyền mặc thử. Mấy chị mua trên line đây chỉ là tin tưởng em và ra lần mua thôi chứ mấy đâu có được như mấy chị yêu đâu. Áo thương mặc có bán nha, thương xả 55.000. 63kg, nếu mà không có bọng chút thương sẽ đẹp với bản size nha. Ok, chốt thương hai quần giùm thương nha mấy chị yêu ơi. Áo thương mặc có bán cho chị Mỹ Lệ ơi, thương nhắc lại lần nữa là mấy chị yêu khách lạ, nếu mà mình chưa tin tưởng em thương á thì mấy chị cứ theo dõi em thương đã, từ từ hãy chốt. Để rồi chốt xem rồi cứ sợ rồi lại không có đi đơn được nha mấy chị yêu ơi. Rồi chốt cho Huy Nguyễn nè. Huy Nguyễn hai cái quần, ok Huy Nguyễn nè. Huy Nguyễn hai cái quần 25.000 một con nha, em không cho chọn mèo nhưng mà em cam đoan mấy chị toàn là mèo đẹp, không có mèo nổi đâu nha. Rồi chốt từng hai quần giùm thương nha mấy chị yêu. Chốt hai quần giùm thương nha. Còn có mấy quần này, chốt hai quần giùm thương đi. Bốn quần cho con Đỗ Thận. Còn có ít nè, 4 quần cho Đỗ Thận nè. Lát nữa áo nam cũng vậy nha, thương không cho chọn mèo chọn mẫu, bởi vì từng hàng 75 mà thương bán 49.000 là mấy chị biết rồi. Đỗ Thận à, áo này rảnh rẫu sao vậy? Để xuống một lần rồi cũng có nè. Nè, để đi ăn. 4 quần cho con Đỗ Thận, 25.000 một quần, mấy chị chốt hai quần thương nha. Chị Nghĩa thì chống hai quần, ok chị nha. Còn chống hai quần, chống hai quần, ok chống, ok chị không thì chống, chống là thấy em mua đồ đấy mà sao thấy thông tin không thấy lưu ta? À chị chống cho chị em xin lại số điện thoại với ta, ta chị nhớ thì chống nhớ chị mua đồ quà mà ta thông tin chưa thấy ha, thông tin khách hàng chưa có ha. Rồi hai quần chốt cho Thích Nguyễn, ok hai quần cho Thích Nguyễn, hai quần cho Thích Nguyễn. Hai quần cho Thích Nguyễn. Rồi hai quần cho con mèo, hai quần cho con mèo, ok con mèo, hai quần cho con mèo. Quần riêng có không em? Quần riêng còn bao nhiêu nữa hết luôn á. Quần riêng cháy rồi không ơi? Dạ, quần cháy rồi hết rồi. Trời ơi. Hả? Hả? Nêm lên nhà không? Hai quần cho em đi kết. Ok, em đi kết. Hai quần cho em đi kết. Hai quần cho em đi kết. Ở bữa về ôm sầm nó lo tao xuống hay chứ? Ai biết? Ai biết cái cành này về bữa là về đâu? À, hai quần cho chị Hiệp Hân. Chị Hiệp Hân lên sống họ cho em với chị Hiệp Hân ơi. Chị Hiệp Hân đây thấy cũng thường hay mua hàng mà sao thấy cũng chưa có thông tin ta. Hai cái cho chị Lê Khương, ok chị Lê Khương. Hai cái cho chị
Lê Phương. Chị Lê Phương 2 cái. Lê Phương 2 cái. Thôi nó còn cái này nữa không mình chưa? Hả? Còn cái này nữa không? Không, một về duy nhất thôi. Hai cái cho chị Lê Phương. Rồi hai cái cho chị Hiệp Hân. À chị Hiệp Hân có rồi chị yêu ơi. Chị Hiệp Hân lên cho em xin số điện thoại nha. Chị chống cho em xin lại số điện thoại nha chị ơi. Hai quần cho em Thu Xuân Nguyễn. Hai quần cho em Thu Xuân Nguyễn. Lên áo khoác không vậy? Có, em lên hết tất cả. Giờ em xíu đó chị ơi. Đồ đẹp quá mà. Dạ cảm ơn chị Dược Trần. Hai quần cho em Mỹ Phương. Mỹ Phương cho chị Thương xin số hỏi em yêu ơi. Hai quần cho em Mỹ Phương. Còn gì khác không ta? Hai quần cho em Mỹ Phương. Mỹ Phương cho em Thương xin số hỏi nha em ơi. Cảm ơn chị Dược Trần nha. Hai quần chốt cho chị Hệ Hệ. Ok chị yêu. Hai quần chốt cho chị Hệ Hệ. Hai quần chốt cho Hệ Hệ. Hai quần chốt cho Hệ Hệ. Hai quần chốt cho chị Phạm Thành. Chị Phạm Thành lên cho Thương xin số điện thoại nha. Rào hết quần nó mấy chị yêu ơi. Hết quần. Hết chưa đây. Hai quần chốt cho chị Phạm Thành. Mấy chị yêu, chị Phạm Thành rồi này. Lên cho em Thương xin số điện thoại đi nha mấy chị. Lên áo cho chị mặc, áo chị mặc còn có một áo cho chị mặc thâu. Hôm bữa áo chị Kim Linh 9k mà liệu hàng áo hôm bữa là đầu tiên em về là bán 69.000 nha chị Trà Minh Lương ơi. Bốn quần hết nha chị Sang ơi, còn một quần. Còn một quần nha, còn một quần chốt cho Ly Võ nha. Hết quần rồi, hết quần rồi nha. Rồi, giờ em qua áo khung nè. Em xả 49.000. Thật sự là hàng của nó là hàng 75.000 nha. Em xả xuống 49.000. Không cho mấy chị chọn màu, chọn mẫu chỉ được chọn chọn size. Rồi chị yêu nào tiên trưởng thì chốt. Muốn chơi nhanh, đánh nhanh rút gọn. Hàng áo nhà em là mấy chị biết rồi á. Giá bán tại nhà vẫn là 75.000 nha mấy chị ơi. Nên ngày mai khách tới nhà em mua vẫn là 75.000 nha. Hàng áo con nhà thương là cực kỳ đẹp mấy chị ơi. Dạ nha. Dạ. Mấy chị mà nhận hàng áo phương Nam nhà em về là mấy chị có gọi là từ ghiền thôi chứ không có cái từ gì mà diễn trả tả được luôn á. Em xả 49.000, không cho chọn màu, không cho chọn mẫu, chỉ được phép chọn size. Rồi hiện tại em có size L, size XL và 2XL. L của nó là form, nếu mà anh chị nào mà hết mặc ôm là 60kg mặc được, còn nếu không là 55kg đổ lại chốt size L cho em nha. Còn mấy chị mà 60 cho tới 65kg là chốt XL, 65 tới 70 là chốt 2X. 70 đối với anh nào mà thích mặc ôm, còn anh mấy anh có bụng thì bỏ qua cái mã này nha. Thấy rồi nha Kim Lê ơi. Rồi hàng áo nam nhà thương là bao xịn sò cho mấy chị luôn. Xả 49.000, không chọn màu, không chọn mẫu, chỉ được phép chọn size. Chị nào đồng ý thì Thương sẽ bóc cho mấy chị nha. Nhìn cái hàng nhà em là mấy chị mê mẩn luôn. Hàng 75.000 nhà em là mấy chị mê mẩn. Còn đến nhà em mua giá vẫn là 75.000 bình thường nha mấy chị ơi. Giá vẫn 75.000 bình thường nha. Rồi em cho đi nhanh chứ không có thể mà ngầu á. Xả lỗ rồi mà còn la mẫu nữa. Rồi chị yêu là chốt thì chốt nha. Hiện tại em đang cầm size XL. Em đang cầm size XL. XL và XXL về mấy chị nhận giá mấy chị thấy luôn. Đẹp lắm. À, chị Kỷ Lê nè, chị Lê hai áo XL. Ok chị Kỷ Lê nè, hai áo XL. Chốt cho chị Kỷ Lê hai áo XL. Nhìn cái áo này mấy chị ơi, em nói là bao viền bao đẻ cho mấy chị luôn. 49.000 một con. Chốt từ hai con giúp Thương nha. Không chọn màu, không chọn mẫu, chỉ được phép chọn size. Chị yêu là tin tưởng thì chốt nha mấy chị ơi. Tin tưởng thì mình chốt, còn chưa tin tưởng cứ tiếp tục theo dõi trang của em Thương nha. Rồi em chốt từ hai áo nha. Em bóc đại nha chị Kỷ Lê ơi. Đã gọi là bóc đại là em không cho chọn phép nữa nha. Hai áo XL cho em Như Hải. Hàng này em bán 75.000, giờ em xả 49.000 cho nhanh đi, cho nhanh nè. XL cho em Như Hải nữa, em sẽ bóc đại nha. Bóc đại. Rồi XL cho em Như Hải nè. Hình như em đang cầm trúng ở đây có cổ rồi. XL cho Như Hải, chốt từ hai áo giúp em. Hai áo XL cho em Như Hải. Hàng áo nam, hàng này em bán 75.000 mấy chị yêu biết luôn. Và hàng này em bán rất 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 là nhiều lên mấy chị. Mấy chị cực kỳ biết cái hàng nhà em hồng.
Con chạy ra khách lạ hay chưa tin tưởng mình cứ theo dõi thêm like nha mấy chị ơi. Cứ theo dõi thêm like. Còn nhiều quán đãi như thế này cho nó nhanh hết này. Nên mấy chị cứ bình tĩnh mà chốt. Chưa tin tưởng thì mình đừng có chốt. Đây là size 2X nè. Mấy chị có chốt là đồ đẹp bắp ai là size L. L này. L này. 2X nè. Còn cô treo hết á kia nè. Gửi cho Mỹ đi. Dạ. Bán không coi đi. Em chờ mấy chị cứ chốt với nha, em bỏ ra rồi em bóc cho nó nhanh. XL nè. Cho nhân viên nhà em nó xếp theo size thấy không? L, L bằng gì thế? Rồi XL, rồi hết ở Nam nhiêu đó là hết đấy. Làm đơn cho mấy chị nha. Chị Như Hải có rồi nè. Rồi chị Hiệp Hạnh. Chị Hiệp Hạnh 2 cái size 2X. Chị Hiệp Hạnh lên số họ chưa ta? Mấy chị khách lạ thật sự tin tưởng em thì chốt nha. Để mất công nha mấy chị ơi. 2 cái size 2X. 2 cái size XL nè. XL nè. 2 cái XL cho em. Cho chị gì đây nè. Bố yêu ơi. À, do mẹ em chậm á, 2 cái 53kg cho em hoa hình nè. 2 cái 53kg cho hoa hình. Bố lên phụ Mỹ ơi, cho nó nhanh cái bóc cái áo nam cho nó nhanh cái coi. Qua mẫu khác coi. Để là không kịp nữa. Phụ Mỹ đi bố. Em hoa hình nè. 2 cái 2X cho em kim lê. Hàng 2X có lại X. Hàng 2X là X nha. Cho em kim lê nè. 2 cái 2X cho em kim lê. Từ hàng 75 xuống hàng 49 đó. Em không chọn màu, không chọn mẫu chứ xương. Bóc ngẫu nhiên. Về mấy chị là 3 ghiền luôn. Rồi 2X cho chị Hệ Hệ. 2 con 2X cho chị Hệ Hệ. 2 con 2X cho chị Hệ Hệ. L là một gì mấy chị ơi. 2 con 2X cho Ngọc Như. 2 con 2X cho Ngọc Như. Ngọc Như lên số điện thoại đi em yêu ơi. 2X cho em Ngọc Như. Ngọc Như lên số điện thoại nha. Mấy chị chốt đơn tự ấy lên số điện thoại giùm Thương nha mấy chị yêu ơi. À, 2X không lấy trắng nha. Thương đã bóc sai là không được chọn nha mấy chị ơi. 2 cái 2X cho Thi Nguyễn, Thương đã nói rồi mà mấy chị ơi. Không chọn mẫu, không chọn size. Quên lộn, không chọn mẫu, không chọn màu, Thương bất đại nè. Đồng ý thì chốt nha, cho để rồi sáng nghe rồi gọi điện chốt đơn rồi lại phải công thêm phần rắc rấu nha. 49.000 không được chọn mẫu, không được chọn màu, chỉ được phép chọn size. Mấy chị đồng ý thì chốt cho mấy chị yêu ơi. Thi Nguyễn, 2 áo 55kg cho em Việt Xương. Hàng này nó bao đẹp cho mấy chị mà. Hàng này khách cho em mua quà là khách cho em biết hàng luôn. Ủa nó cột cho mà kỹ dữ vậy trời. Rồi 2X cho em Việt Xương nè. 2X cho Việt Xương. Không bán một áo. Ờ không bán một áo. Phạm Thành 2 áo XL cho Phạm Thành. Phạm Thành 2 áo XL cho Phạm Thành. 2 áo XL cho em Phạm. Cho Phạm Thành. Áo nó đẹp lắm là mà mấy chị nhận về là mấy chị bao nhiêu nha. Hàng này em bán 75.000. Rồi 2 áo XL cho em Kim Lê. Mấy chị chỉ cần chốt một lần thôi là Hương biết nha mấy chị ơi. Đừng có chốt nhiều lần nha. Tính tiền cho con cái này nha. Con suy giả ra. Áo đỏ nên chọn. Áo
Kim Lê Bách quay bà chốt rồi làm sao tôi biết bóc bà ơi, 75kg mạch sai nè, không vừa đâu chị xong bỏ nha. Rồi ai chốt hai áo có cổ lắm không bóc nha mấy chị. Thủy Bùi hai áo 55kg chứ chị Thủy Bùi, chị Thủy Bùi lên cho Thương Xuyên số họ đi chị ơi. Hàng này Thương bóc ngẫu nhiên lên, không có cho chọn mẫu chọn mèo gì hết nha. Chị nào mà bóc chọn mẫu chọn mèo là Thương không bóc được. Thủy Bùi một cái nhưng không bán nha mấy chị ơi. Hai áo chốt là Tuấn Trần, Tuấn Trần lên số thọ nha. Hai áo XL chốt là Tuấn Trần, Tuấn Trần lên trên cho Thương Xin Xin số thọ nha. Thật sự là hàng 75 mà xuống hàng 49 là Thương đổ máy giá rồi, nên chị yêu nào tin tưởng với mình bóc được thì mình bóc nha mấy chị. Còn ví dụ chọn mèo chọn mẫu rồi là Thương không có bóc nha. Thâm Trần rồi Kiều Trần hai cái 2XL, 2XL cho Kiều Trần. Ai Thương đang ôm xa lờ. Size L, size 2X hết hả ta? 2X còn X kìa. Size L luôn rồi. Size 2X hết nha mấy chị, size 2X em hết nha. Size 2X Thương hết à. Chị Thủy Bùi lên cho Thương xin số điện thoại đi mấy chị ơi. Nãy giờ nhiều chị không lên số điện thoại quá. Rồi Kim Vy XL cho Kim Vy, hai áo cho Kim Vy. Hai áo cho Kim Vy. Size 2X em hết nha mấy chị, em còn L và XL nha. Size 2X em hết, em còn L và XL. Hàng nhập số 2 rồi nên mấy chị khỏi phải lăn tăn suy nghĩ. Hai áo XL chốt em Tuấn Trần rồi nha, Tuấn Trần lên số thoại nha, Kiều Tiên có rồi nha, XXL em hết. 2X thương hết. Hai cái size 2 ký hết ạ. À. XL 2M gì 2 Lê Tiết em chốt hai cái XL hai cái M hả, không có size M nha. Hai cái XL cho Yến Trang, hai cái XL cho em Yến Trang, hai cái XL cho Yến Trang. Mấy chị chốt một lần thôi nha mấy chị ơi. Kim Lê hình như em đã có rồi á. Hai cái L cho em Nguyễn An Chi, Nguyễn An Chi lên số thoại em yêu ơi. Hai cái L cho em Nguyễn An Chi, L còn có cổ nhiều ha. Hai cái L cho Nguyễn An Chi. Tối nay em thấy khách lạ chốt hơi bị nhiều quá, mấy chị yêu lên số thoại nha. Thật sự muốn nhận hàng, thật sự tin tưởng em thương mấy chị thì chốt. Để mấy công chốt và mấy công nha mấy chị ơi. Hàng này đã bán không có tiền rồi mà còn bôm về nữa là tội nghiệp em nha. Bốn cái size XL cho em Ngô Ly, bốn cái XL cho Ngô Ly. Bốn cái bốn mèo cho em Ngô Ly. Kêu thằng chồng rồi đó, động tĩnh của nó đâu mất tiêu rồi đó. Bốn cái XL cho em Ngô Ly. Ba áo L cho chị Linh Nguyễn, ba áo size L cho chị Linh Nguyễn, ba áo size L cho Linh Nguyễn, ba áo size L cho Linh Nguyễn. Ba áo size L cho Linh Nguyễn. Hai áo cho em Tuyết Lan, hai áo size L cho em Tuyết Lan. Hàng nói với chị chắc là đẹp nguyên mang, chị gọi là từ nguyên mang thôi. Hai áo lời cho Tuyết Lan, 2X thương hết ạ. Hai cá ly Mỹ em chốt size gì chứ, size 2X thương hết nha mấy chị ơi. À, Nguyễn An Chi lên số thoại đi Miu ơi. Hai cá 65kg cho em Liên Ly, hai cá 65kg cho em Liên Ly, hai cá cho em Liên Ly. Dọn kho ăn Tết. Thương về lô khó khăn kỳ với lô áo kiểu nó là nghỉ. Yến Trang chị đã nói là không chọn màu, không chọn mẫu, còn dạng có cổ không cổ nữa mấy chị yêu. Đừng có dạng Thương là có cổ không cổ hay mèo gì nữa nha. Mắt công lém em nói thiệt luôn á. Mắt công lém là ngày mai chốt đơn là rớt ra cổ lắm. Nên mấy chị đồng ý Thương tự bóc mẫu thì chốt, còn không thì thôi nha mấy chị ơi. Chứ Thương không cho chọn màu,
chồng mẫu nha. 2x chặt hả chị yêu ơi, sao 2x hết nha, 4 cái XL cho Ngô Ly rồi nha, XL 2 cái, không có M nha Lê Tiếp ơi, chị bóc cho em 2 cái XL nha, cái hàng này không có M em yêu ơi, hàng này không có M nha, hàng này không có M, chị bóc cho em 2 cái XL nè, 2 cái XL nè, 2XL thì hết size nha. Tuyết Lan đã có rồi, nhưng em An Ly đã có rồi, An Ly lên số điện thoại đi An Ly ơi, 2 cái 65kg cho em Ngọc Như. Ngọc Như 2 cái 65kg, Thương Ghi bắt trùng quá. Mấy chị chốt rồi em cũng rối não luôn. Ngọc Như có rồi nhưng em ơi, Ngọc Như có rồi nha. Mấy chị chốt một lần thôi là Thương đạt được bình luận nha. Chị Lan Lan em hết size nha chị yêu ơi. 1x58kg được không? Được nha chị ơi, 2 áo 55kg cho em Việt Xương. 2 áo 55kg cho em Việt Xương. Ok Việt Xương. Hai áo 55kg cho Việt Xương. 3x Xương không có nha mấy chị ơi. XL bao nhiêu ký mặc được? 65kg đó lại nhưng em 2 cái nặng 68kg, cao 1m75, thích mặc ôm thì em chốt. Hết size rồi nha chị Ly Mây ơi. 3 áo nam 60kg chốt cho chị Hiếu Phan. 3 áo nam 60kg chốt cho chị Hiếu Phan. Hàng này khách mua nhà em là biết luôn rồi, biết chắc giải của nó luôn rồi. Ba cái chốt chị Hiếu Phan. Đang kêu anh mà anh ở đâu vậy anh yêu? Hai áo L chốt cho chị Nguyễn Phèo. Hai áo size L chốt cho Nguyễn Phèo. Hai áo L chốt cho chị Nguyễn Phèo. 49.000 không chọn màu, không chọn mẫu nha, chị được phép chọn size. 2x hết cho chị Kiều Tiên ơi, còn hot riêng bé nha mấy chị yêu ơi. Di Thông đặng 2 áo size L, ok Di Thông đặng nha. Di Thông đặng 2 áo size L, ok em yêu. Hai áo size L cho Di Thông đặng. 2 cái 60kg, cao 1m75, chồng em 40 tuổi lấy có cổ được không? Không nhân em ơi, không nhân em bị tâm. 2 cái size L chị Sang Nguyễn Thị. 2 cái size L cho chị Sang Nguyễn Thị. 2 cái size L cho chị Sang Nguyễn Thị. 2x Thương hết rồi nha mấy chị yêu ơi. 2x Thương hết nha. Thương còn L và XL thôi ạ. Thương còn L và XL, 65kg nó lại. 2 cái XL chốt có chị Hiệp Hinh. Chị Hiệp Hinh giống có rồi, chút đi chút lại không ta. Chị Hiệp Hinh có rồi sao chị ơi? 2 XL không có nha mấy chị ơi. 2 áo XL Thương hết. 2 cái XL chốt có Tấn Trần. Tấn Trần chốt rồi mà mấy chị ơi. Chốt một lần thôi mấy chị yêu của em ơi. Mấy chị chốt một lần là Thương đạt được. Thích Nguyễn nè, ok Thích Nguyễn 2 cái XL nè. Mấy chị chốt một lần là em Thương đạt được bình luận nha. Đừng có chốt hai lần nó rối nữa mấy chị yêu ơi. Nó rối nữa. Chốt một lần là Thương đẹp tới. 4 áo XL chốt cho chị Hanh Võ Võ. Hanh Võ Võ lên xin số họ chị yêu. Hanh Võ Võ ơi, chị Hanh Võ Võ lên cho Thương xin số họ nha. 4 áo XL, 4 áo XL chị Hanh Võ Võ. Mấy chị chẳng áo gì mấy chị nhìn luôn mấy chị ơi. Nó đẹp giá men, chắc nó đẹp giá men mấy chị ơi. 4 áo XL Hanh Võ Võ. 2 áo cho em chị Trí Ngô. 2 áo cho chị Trí Ngô. Vô phụ bố mẹ đi, nhanh lên đi, không kịp tiếp tình nữa mà mình bị nữa. Trí Ngô. Áo nam Thư Xã 49.000, không chọn mèo, không chọn mẫu nha. Rồi Kim Lê. Kim Lê có chưa trời? Kim Lê vẫn có rồi sao em ơi? Thích Nguyễn. Thích Nguyễn hình như em chốt sai phải không? Để lên tí không kịp rồi chị Sông Võ ơi, 2x Thương hết. Áo nam nha mấy chị, 3x Thương không có nha. 2 áo em đem tí chốt cho Nguyễn Nhàn. 2 áo 55kg chốt cho Nguyễn Nhàn. Đây nè, 2 áo cho Nguyễn Nhàn. 2 áo cho Nguyễn Nhàn. Bỏ vô. Buồn lại, buồn lại. Bỏ vô cho một bị rồi bỏ. Bỏ ra. Bỏ làm vậy nè. Bỏ chung.
được chưa? Được chưa? Ok chưa? Ờ đúng rồi, bố nói đúng không? Chưa lại. Sai nữa bố, sai nữa. Quên. Hả lực. Rồi. Nhớ nha. Mỗi tội mua hết hết sốt, không còn cái tiền nữa. Ờ, giá này nói với chị là bao nhiêu luôn sao nãy giờ chưa tới em vậy chị? Yến Trang tại do em hình như em sai hai cái chị hết hay sao? Áo mặc còn nha mấy chị, 55 bốn cái chị Mỹ Dung, ok chị yêu. 1, 2, 3, 4 bốn cái chị Mỹ Dung. Yeah. Chị không hình vỏ hình như chị có rồi sao chị yêu ơi? Hình như mấy chị có rồi, chị không hình vỏ có rồi, chị chốt em rồi nha Tuyết Lan. Dạ không có, năm mẫu 85.000 nha chị. 2XL hết à. 2 áo 2X hết. Cái này tôi không cho chọn mèo, không cho chọn mẫu bà ơi. Tôi sẽ bắt ngẫu nhiên nha. Nhân lên cái việc mà tôi bán 75.000 là chuyện đương nhiên bà yêu ơi. Ngày mai khách tới nhà em vẫn bán 75.000 một con áo này, giá bình thường nha mấy chị ơi. Hàng này em chốt like cho mấy chị, không được chọn mèo, không chọn mẫu, chỉ được phép chọn size 49.000. Tới nhà em vẫn bán 75.000 nha. Khỏi mấy công phân bì nha mấy chị, thêm 4 cái nữa cho chị Mỹ Dung. Cái này em không cho chọn mèo, không cho chọn mẫu, chỉ được phép chọn size 4 cái cho chị Mỹ Dung. Yến Trang 2 áo size XL, 2X thương hết cho mấy chị ơi. XL 2 con XL. 2 con XL. Lấy em áo 2X. Học hết áo 2X. Không cho chọn mèo em không lấy. Ok Ly My. Ly My nãy giờ cũng đâu chốt cho em đâu. Ok chị. 2 áo 55kg chốt cho chị Văn Nguyễn. 2 áo 55kg chốt cho chị Văn Nguyễn. Hàng này bởi vì nó đẹp quá mấy chị ơi, em nhập số 2 về em bán 75.000, giờ em bán cho chị 49.000 nè. Đó, coi như mình ít lần lại. Chốt nhanh chốt hết cho em. Ai vậy? Hai áo XL nè. Hai áo XL nè anh. Hai áo đó là cho Văn Nguyễn. Hai áo lời chị Trần Hưởng. Hai áo lời cho Trần Hưởng. Trần Hưởng đây mua rất là nhiều rồi, biết luôn cái chất vải này đâu rồi. Hai áo XL cho Trần Hưởng. Chốt cho em rồi nha Hiếu Phan ơi. Chốt áo nam cho em rồi nha Tuyết Lan ơi. Chốt áo nam cho em rồi nha. Chị chốt áo nam cho em rồi nha. Là chị không có cho chọn nha. Kiều Trang hết size của em á. Ok Nguyễn Anh cho dùng đơn buổi trưa. Vậy lấy XL 2 cái với L. L 4 cái hả em? L 4 cái hả Tuyết? Tiếc lấy L4 cái hả? L4 cái. L4 cái cho Lê Tiếc. Thấy em nha Trần Hưởng ơi. 55kg chốt rồi. 65kg không có bụng thì mặc được nha chị. À, Thương không về quần Thương Nam nữa nha mấy chị. Giờ Thương chị về áo đang mặc hết rồi ạ. Trăng Trần. Giờ Thương chỉ về mình cho mấy chị một lô khoác kaki với lại một polo áo kiểu nữa là xong nha. Có hai mẫu khác kia nữa. Ok chị Mỹ Dung 10 cái đủ mèo. Tức là chị lấy thêm 10 cái nữa hay là sao chị? 10 cái đủ nào. 10 cái đủ nào. Em có chưa? Hiệp có rồi nha Hiệp Hân ơi. Hai áo em đem tới chuyển ngàn có rồi. Hai áo XL cho em xí ngầu. Hai áo XL cho em xí ngầu. Hai áo XL cho em xí ngầu.
liễu mây sâu. Hai áo XL cho liễu mây sâu. Tăng Trần ơi, Tăng Trần chốt cho em chưa? Chốt đầu chứ. Áo chị đang mặc 55.000. Thái chị rồi, Mỹ Dung em chốt rồi nha. Hai áo 65kg không có bụng thì không chốt nha. Hai áo 55kg rồi chốt cho Tăng Trần rồi nha. Có để xuống lấy cũng lên số điện thoại nha. Áo em mặc có một màu hồng thôi nha chị ơi. Chị Liễu Mây Xuân chốt cho chị rồi nha. Xí nha, em chốt nè. Ok chị, cho chị hai cái áo mèo tối size XL. Chị Hà Thu hai áo size XL. À, em 4 cái XL chị chốt chưa? Ngô Ly chốt rồi. 4 cái XL chốt rồi nha Ngô Ly. Hai áo XL chốt cho Dương Thi. Dương Thi ơi lên số họ cho Thương Ly. À Dương Thi có số họ rồi. Đầm đỏ gắn có nơ còn không chị? Đầm đỏ gắn có nơ hết rồi nha. Rồi ai chốt áo nam nữa thì chốt, không chốt em qua mẫu nha. Trong là cứ 49.000 một con, chốt 12 con, không chọn màu, không chọn mẫu, không chọn không chọn màu, không chọn mẫu. Không chọn màu, không chọn mẫu. Rồi em còn một con quần kem. Cứ một đơn xả ra là mấy chị em hận luôn á. 49.000. Rồi 49.000 quần kem kaki size 60kg đổ lại mang được. Rồi mới xả đơn ra một con đây nha. Giữ đơn hoài. Mấy chị thấy em tàu không? Em giữ đơn 80 giờ luôn mà vẫn xả nè mấy chị. Tàu thiệt rồi chứ. 59.000 hạn quà không tới nhà lấy. Chán chết mất luôn ạ. Rồi 59.000 váy đen. Mấy chị có lên lấy hay là không thì mấy chị cứ lên số điện thoại đi nha. Lên số điện thoại là bên nhà thương gọi. Mấy chị lên lấy là cứ hẹn lên lấy. Chị là muốn dồn đơn với ai thì gọi. Bên em gọi mấy chị sẽ nói. Rồi váy đen. Váy đen 59.000 chốt em ạ. Váy đen. Váy đen 59 chốt cho em ạ. Váy đen 59.000. Chốt cho em một cái quần xám với cái quần đen nữa rồi đó nha. Hai mẹ quần đó. Quần kem chốt cho em Nguyễn Trương Ái My. Tập Nam chờ chị em yêu ơi. Quần kem 49 cho em Nguyễn Cam Ái My. Rồi em còn một con váy 59.000, một đeo một xám. Rồi tay nam. Tay nam xả cho mấy chị 69.000 luôn. Xả mấy chị 69.000, hiện tại em còn size 31 và size 32 nha. Chồng em 72kg giống mặt size 32. Rồi tay nam 69 em còn size 31 và size 32 thôi nha. Nhưng nam chị còn ít lắm em ơi, còn mấy cái để chị bán tại nhà luôn khỏi lên. Ít quá. Quá bởi vì lên nhiều người có size này size kia. Áo khóc bé còn nha. Khóc bé còn. Khóc bé còn. Cái váy bé ai chốt không? Váy bé 59.000 một con này. Có dây đeo nữa nha. Bữa hè không có bán. Bữa hè giữ đơn khách rồi xả ra. Khổ thiệt. Hồi chiều em thấy cái chiếc lách, em tưởng là những cái dây như vậy đó rớt ra này. Em không thèm lụng chứ sao. Thế em mà mình lụng được, mình đúng chứ không có ai mà mắc.
ai ngờ nó là vàng. Quý bí cho em Việt Xương, quý bí 59.000 cho em Việt Xương. Ok em Kim Lê, một cái quần nam mà để lỉ ra đâu ha. Lỉ ra một cái quần nam đâu ta. Cầm đây chút bỏ. Ừ đi cái phía đây em chút con lọt ra phía nam nữa. Chị lên áo thun đi chạy, chờ chị xíu. Rồi em còn hai con quần này nha. Quần ôm bé mặc cũng được mà mình mặc cũng được. Giá đi ăn cho mấy chị 10.000 luôn ha. Quần xám, quần xám và quần đen, bằng ca, mèo xám và mèo đen. Chốt hai quần giùm em nha. Hai quần giùm em. Hai quần mà hình như mình còn mèo đen có ít không anh? Số 17 hết rồi em Thanh Khê ơi. Số 17 phát riêng đúng không em? Hết rồi. 10.000 một quần. Em có mèo đen và mèo xám. 10.000 một quần nha. Em có mèo đen và mèo xám. Dọn sạch nhà luôn nha. Quần xám 2 quần 10k. Ok. Quần xám đen cho chị Mai Lê. Bắt giùm em nha. Thử còn đủ không? 10.000 một quần. Ôm vô bắt nhiều chứ. 2 quần xám. Ok. 2 quần xám cho Huy Nguyễn. Quần xám và đen cho chị My Lê. Xám và đen cho Ngọc Mến. Việt Xương 2 quần. Áo khoác bé 9kg. Cho xem áo khoác bé chú có chị lên nha. Hàng Xanh ơi. Áo đang mặc 55.000. Xám 2 quần cho chị Mỹ Dung. 2 quần cho Thi Nguyễn. 10.000 một quần. Chốt 2 quần dùm Hương nha. Trần Hưởng 2 quần. Quần ôm bình thường thôi chị ơi. Quần này quần thun ôm bình thường thôi nha. Quần ôm thun bình thường thôi chị ơi. Quần thun ôm bình thường thôi nha. 10.000 quần. 10.000 quần về mặc ấm thôi. Quần tay size 32. Bao nhiêu ký vừa? 70 nha mấy chị ơi. Hai quần 10k chốt cho Thi Nguyễn. Chắc còn nhiều bất đại. Xám và đen hai cái cho chị Hà Thu. Thời điểm mai đừng có bắt. Giờ anh Ngọc bắt cái gì đâu. Xám và đen cho chị Hà Thu. Rồi có hai quần xám đen 10.000 quần. Hai quần 20.000. Quấn nhanh thấy nhanh. 50kg bao vừa luôn nha em. Em xem lại quần 10k. Đen xanh đen xám vậy bất bại. 10.000 quần. Hai quần cho chị Thanh Khuê. Hai quần cho chị Thanh Khuê. Nó là quần thun bình thường mặc nhà thôi nha mấy chị ơi. Đôi này em nhập 25.000. Nhưng mà em đổ bán 10.000 rồi mấy chị biết sao. Bắt chỗ lạ. Em bắt thử chỗ lạ. Nhưng mà về cái hàng vải nói chung là nó bình thường thôi nha mấy chị. Không có cao sao nhiều quý như hết nha. Em sẽ lỗ 10.000 này. Trong này chắc không có tông bình thường. Không có giày vải bình thường. Chị nào yêu thích thì chốt về mặc chơi ở nhà. Em có sao nói vậy. Quần này em nhập 25.000. Nhưng mà về trúng cái lô của người lạ. Nó đẩy hàng gì cho em tầm bậy quá. Bắt lỗ 10.000. Chắc quả nó bình thường nha. Không có cao sang gì quý hết nha mấy chị ơi. Chắc quả là thun bình thường thôi. Mặc ở nhà thôi. Chị nào đồng ý thì chốt nha. 10.000 một quần nha. Thanh Khê hai quần quá cho ta. Thanh Khê hai quần nha. Không thận bỏ hai quần. À, cho em hai áo XL. Ok em chịu. Bây giờ tao con ở vô phé. Con ở vô ồn ào á. Hai áo XL cho em chịu. Hai áo XL cho em chịu. 55kg vừa nha. Hai quần đen cho chị Mỹ Dung. Rồi áo bé. Áo bé này em xả 15.000. À bé. Form của bé 15kg nó lại nha. Rồi áo bé 15.000. Đắt đuổi nha. Dễ thương lắm. 15kg nó lại. Hello mặc kệ nó. 15kg nó lại cho em nha. Rồi
áo bé 15k, áo chị mặc 55.000 nha em yêu. Hai quần quần xám đen cho chị Trúc Thanh. Hai quần là 20.000 đó nha mấy chị, 10.000 một quần nha. 10.000 một quần, hai quần là 20.000. Hai quần cho chị Thi Nghĩa. Áo bí 15k cho em Kim Lê. Quần anh bóc qua một bên đây, anh chút bóc để em bí nó bóc lộn với cái áo rồi đây. Em khó chốt đồ lắm. Quần anh để đó đi, sáng mấy đứa nó bóc nha. Bóc nhanh ổn mà. Rồi áo bé 15k chốt cho chị Diễm Yên. Không chọn màu dùm Hương nha. Áo bé 15k cho Diễm Yên. Đâu rồi, áo bé của mình bỏ ra đi. Áo bí 15k khỏi chọn màu luôn nha mấy chị. Áo bí 15k chốt là Diễm Im. Anh bỏ mấy cái áo dùm Hương dùm Im đi. Mấy cái quần chị coi gõ. Áo bé cũng không chọn màu luôn nha. Màu đẹp lắm, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Trả 15.000 này không chọn màu luôn. Dạy cho nó nhanh chứ không có thể nào mà ngầu bóc theo mèo được nha. Chị yêu nào thích thì mình chốt nha mấy chị ơi. Cứ 15.000 em không cho chọn màu, em bóc đại màu nha. Chị nó thích thì chốt nha mấy chị yêu dấu của em. Rồi áo bé cho Diễm Im nè anh. Diễm Im một con nè. Áo bí chốt cho Diễm Im. Xả nhà nó mới nhanh mấy chị. Đã lỗ rồi khỏi chọn mèo đi. Diễm Im nè 15.000. Áo chị mặc một size nha em. Ok chị Huy Nguyễn có lên số điện thoại bên em gọi điện là sẽ áo nha. Áo chị mặc có một màu nha. Hai áo cho em Ly Võ. Hai áo cho em Ly Võ. Em một quần đen 55k nha. Một quần đen cho Dương Thị. Chốt từ hai quần mình chạy nha. Em áo bé đưa cái đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Cái mẹ 15k 1 và 2 3 đem mèo đây. Năm áo cho Mỹ Dung Minh chưa? Chưa. Hai áo cho Thi Nguyễn. Một áo, hai áo cho Thi Nguyễn. 15 cái đó lại nha. Lấy em hai cái, ok Diễm Yên. Để Diễm Yên nó có một cái tím với một cái hồng luôn. Cái kia. Mí lì quá. Mí lì quá. 22k, 24k, không có chứ chị Thu Ngô ơi. Áo này 15kg thôi nha. Áo bé 15 cho em Thanh Khuê. Áo bé 15 cho Thanh Khuê. 15.000 nha mấy chị ơi. Khô 15kg nó lại thôi nha mấy chị yêu. Cho tôi áo bà đang mặc đơn nhung ly. Đơn nhung ly bình đi chưa? Mấy chị hỏi em đơn đi chưa? Em không biết mấy chị yêu ơi. Áo bé 15k cho Thanh Nguyễn. Bên em đã gọi được. Bên em đã gọi là mấy chị đã được đi đơn nha. Bí liệu nó gọi là đã được đi đơn nha mấy chị. Nên giờ mấy chị hỏi em đi chưa là em không biết. Đơn nhà em ngày nào cũng đi đó. Bí liệu gọi là đã được đi đơn nha. Trường hợp mấy chị bảo giữ đơn thì em sẽ giữ đơn cho mấy chị nha. Còn lại không là bên em đã gọi. Mấy chị cho địa chỉ, cung cấp cho địa chỉ và đi đơn là bên em đã đi đơn. Nên mấy chị đã nhận được cuộc gọi, tức là hàng đã được đi đó nha. Rồi áo 15.000. 15.000 cho mấy chị xem chắc luôn này, không phải đồ tầm bậy đâu. Hàng này em nhập 28.000. Còn mấy con bán 15.000 luôn. Mấy con? Hai con cho Gia Hôn. Chốt hàng này ra lấy hàng định cho Gia Hôn thôi. Rồi áo 15k phun đây để anh 15 tí đó lại cho em nha. Đây em mấy con. Rồi khi lòng mùa em đời chua xót. Áo em mày không có size nhỏ hơn nha chị Gia Hang Cần ơi. Ba áo ba mèo chốt cho em Võ Nhị. 1 2 ba mèo cho em Võ Nhị. 2 áo cho chị Nguyễn Trinh. 2 áo cho chị Nguyễn Trinh. 15kg đó lại cho chị Trí Ngô ơi. Áo thương đang xả 15.000 là phô 15kg đó lại cho Thương nha. Phô 15kg đó lại ạ. Áo 15k 9kg cho em 9kg vừa nha chị yêu ơi. 9kg vừa nha chị.
trong là form áo 15kg nó lại giúp Hương nha. Ba cái chiều con dây. Ba cái của tên ai? Dục xuống rồi, yên đi. Rồi 15.000 một con, không chọn màu, sai từ 15kg đó lại. Mấy chị yêu thích thì chốt nha mấy chị ơi. Mấy chị yêu thích thì chốt nha. Không chọn màu, 15.000, sai. Sai của nó là sai 15kg đó lại. Mấy chị yêu chốt tiếp nha. Vậy là yêu thích thì chốt. Giá vậy nó mất qua chưa có. Để mà đi. Còn bị áo này đâu thế. Rồi áo này 20. Rồi áo này 20kg, 20 cho tới 22, 25kg. Con này là 35.000 giúp Thương nha. 30.000 đi, 30.000 đi cho nhanh luôn. Không chọn màu, không chọn màu giúp Thương nha. Hai áo bé cho Trí Ngô. Anh bóc đi em. Hai áo cho Trí Ngô. Anh nè. Hai áo cho Trí Ngô. Hai áo cho em Tường Vi. Rồi hai áo thì chốt em rồi Gia Hân nha. Hai áo cho Thành Công Phan. Mấy chị em nhắc lần lần nữa, mấy chị chốt lên số hỏi giùm em nha. Không ngày mai em Thương không biết tìm mấy chị đâu mà giao hàng luôn á. Lên giùm Thương số hỏi nha mấy chị yêu ơi. Lên giùm Thương số hỏi. Quần 10k là quần Thương nha. Áo này cũng thuộc kiểu đó nữa nè. Rồi kiểu áo này là 30.000 cho Thương nha. 30.000 chắc đuổi xịn sò. Size của cái áo này là size 20 cho tới 22, 23kg đi. 25kg hơi sợ nhỏ. Chốt chốt lại cho chắc ăn nha, để lỡ chặt gì cái chuyện này không được mấy công. Con này hàng của nó nhìn chỗ nào đi. Hàng này là tậu là kiếm. Thôi đây chắc tiểu bán đồ bí luôn á. Cả một bí bột quá, chắc cú chắc sai mệt quá. Rồi áo 30, cái chị chốt áo 30 đi. Ai chốt áo 30? Ai chốt áo 30? Đừng lên đâu. Nè. Đừng lên là mã này nè. Đừng lên nè. Áo này là áo 30 nè. Máy chạy xuống nhà lái cũng lên số hỏi cho em đi mấy chị ơi. Máy chạy xuống nhà lái cũng lên số hỏi nha. Ngày mai bên em làm mà không có số hỏi là bên nhà em xả đơn hết đó. Máy chạy cứ lên số hỏi, bên em gọi điện từ xuống nhà lái bên em để nha. Còn riêng em bé 15kg thương nhiều lắm nha. Rồi áo này là 30.000. Hai áo 15.000 chốt cho em rồi nha Gia Hon. Máy chạy cứ lên số hỏi đi nha. Rồi 30.000. Không chọn màu. Con này đuổi xịn sò luôn nha. 20-25kg được không mấy chị ơi? 20-25kg được không? Rồi ai chốt áo 30 thì chốt áo 30. Ai chốt áo 30 thì chốt áo 30 cho em nha. 20-25kg. 20-25kg là mang được nha. Rồi em qua quần uống mì, xả khâu mì. Việt Thương áo 30 chốt cho Việt Thương. Nhiều khi nó sinh ra bệnh làm biến quá. Áo 20, áo 30 cho em Việt Thương. Áo đang mặc chốt cái gì Nhật Duy Lê. Ok chị yêu. Áo đang mặc chốt cái gì Nhật Duy Lê. Rồi em lên quần ô mì nha. Xả này là xả banh sát cho mấy chị luôn. 60.000 một con, chốt từ 2 con. Chốt một con giá 70.000 nha. Chốt một con giá 70.000 nha mấy chị ơi. Chốt một con giá 70.000, chốt 2 con giá 60.000. Hai áo 15k, một vé riêng cho bé 28kg luôn nhé. Ok em Thảo Lê. Hai áo 15k cho Thảo Lê. Áo 15k đó. Rồi em lên quần ô mì, dáng này dáng ôm nha mấy chị ơi. Mấy chị chốt cho em là kèm theo số ký cái thương bóc size. Hoặc là mấy chị chốt size SML XL nha. Rồi chốt cho em quần ô mì nha. Quần này mặc chứng lắm mấy chị ơi. Một quần 70.000, hai quần 60.000.
nha. 2 quần 60.000. Áo con trai 25 kg xin hết. Rồi quần u vì chốt cho em mã u vì kèm theo size. U vì kèm theo size 1 quần 70, 2 quần là 120, tức là 60.000 một quần. Mấy chị chốt nhanh chốt liền thì còn nha, chốt chậm mẹ hết. Rồi giá bán tại nhà 70.000 một quần. Rồi 2 quần là 120 nha, 1 quần là 70. Chốt em mã u mì kèm theo size hoặc là số ký. U mì kèm theo size hoặc là số ký. Áo 30.000 dễ thương ghê chứ. 2 quần XL với kèm bị yêu. Rồi 4, 6, 8 lần. Cắt cắt cái giấy đi, mở riêng ra một cái bị á. Anh bỏ vô cái bị á chút đó em đưa. Bí làm đồ ngủ quá, bí lì quá, bí ngủ quá. Bí ngủ đi. Đây ngầu chốt cho ớn một đôi cũng xả lại này nên thành ra em làm biếng quá. Thành ra làm biếng quá à. Nhiều khi ngầu xả đâu mà còn một đơn xả lại nó ngán. Rồi u vì 51 kg với Thanh Khuê. Rồi lấy 2 quần hay 1 em. Ship ở trong huyện Hòa Nhơn của em là 10.000, trong tỉnh Bình Định là 20 và các tỉnh là 30 nha chị Bình Nhiên. Quần nó có size nha chị Thi Nguyễn ơi, quần có size ạ. À. Chị 4 cái u mì size lớn nhất. Ok chị Mỹ Dung 4 cái u mì size lớn nhất. Ok chị Lưu Nguyễn 2 cái quần u mì size 53 kg. 2 quần u mì mai chị ra lấy, mới mua hôm qua một mớ rồi. Ok chị Quỳnh Như ạ. À. Ok chị Quỳnh Như, chị lên số hỏi giùm em nha chị Quỳnh Như ơi. Có size XL nha họ Nhân Ly Võ ơi, nhưng mà size 2X này nó hơi nhỏ hơn so với cái phone kia nha em. Giờ do nó là phone ôm, anh cứ cắt đi, chút có đưa em khác em bóc. Anh không biết bóc quần này đâu, quần nó có size. Mai tụi bóc. Rồi quần ôm về bác chị chốt kèm theo size dùm Hương Hang. 36 kg mặc size S cho chị Mỹ Duyên ơi. Mặc size S vẫn được nha chị, ôm. Rồi bộ này cho bé nha, 35.000. Quần dài, áo tay ngắn, đẹp cực hồn luôn. Rồi size này 18 kg nó lại, chốt em bộ xanh 35. Size 18 kg nó lại, bộ xanh 35. Ok chị Thanh Khuê. Không có ba vậy. Rồi bộ xanh 35, chốt em mã bộ xanh 35.000, size 18 kg nó lại. Khổ thiệt á, người chốt thì không được, mà người chốt được là một đơn. Hai quần 2X cho chị Trà My Lương. Size lớn nhất là size 2X đó chị yêu ơi. Chị Trà My Lương mặc có quần 2X này vừa không ta? Xanh 35 chốt chị Thu Thủy. Anh xanh 35 đó chị. Anh Thu Thủy. Đó, đó Thu Thủy. Rồi hai quần ô mì cho chị Thi Nguyễn. Hai quần ô mì 2X cho chị Ly Võ. Cho em Ly Võ luôn, vậy luôn. Rồi bộ này xịn sò lắm mấy chị ơi. Bộ này xịn sò lắm. Bộ 35 em hết ạ. Bộ này xịn sò cực kỳ luôn. Trai gái chị mang cũng được nha. 69.000. 69.000 con bộ này nha mấy chị ơi, so form 22 kg đó lại nha. 69.000 một bộ. Chắc này đẹp như mang, hàng này mấy chị mua đâu không có nhé. Giá 80.000 nữa. Bữa bán 80.000 nữa. Rồi 69.000. Chốt cho em mã 69k, bộ 69k. Bộ hầm 69 cho em Võ Nhị. Một quần ôm mì chốt cho chị Nguyễn Trương Ái My. Một quần 70 nha mấy chị ơi, hai quần là 60.000 một quần nha. Qua lộn anh Mỹ ơi, con đừng có bắt giá dục lung tung. Con dục hai giấy. Như giấy. Hai x sợ không vừa 63 kg đâu mấy chị yêu. Hai cái phone này phone ôm nên hai x sợ không vừa 63 kg đâu. Hai x bỏ vô. Sợ hơi ôm á. Hai x hơi ôm á. Đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đưa Mỹ, đưa Mỹ. Công tình ngầu bắp cái này rồi cũng sổ ra. Nhưng xả ra khổ thiệt. Áo 30.000 đẹp cho mấy chị. 20-25 kg nè. Áo đẹp nha. Hai quần size S cho em Bông Nguyễn. Hai quần size S cho Bông Nguyễn. Bỏ vô ra luôn. Hai quần L cho em Yến Trang. Qua đầm bé tàu quá. Đầm bé thương quá mấy chị ơi, 40.000 nha. Ở đâu mà bữa nay mà em giữ thứ tư này mà em đi xả nè, cái con này là mấy chị mấy tháng
thiệt, có nhiều khách hàng tình nhiều em giữ quá lâu mà rốt cuộc cũng phải xả này. Cậu thiệt đó chứ. Đầm da 18 kg. Chị hỏi gì vậy Mỹ ơi, Trần Mỹ ơi, chị hỏi mã gì vậy? Em hỏi mã gì vậy Trần Mỹ? Đầm da 40. Lát đi ngủ với con. Lát like cho Mỹ rồi nè. Bộ ngố đỏ phô 15 kg, 35.000 ngố đỏ. Bộ ngố đỏ 35.000. Bộ ngố đỏ 35.000. Ngố đỏ 35.000. Bây giờ là hàng khóc bếp. Hàng khóc bếp. Đầm da 40 chốt kia im kim lê. Đầm da này nè. Đầm da 40.000 chốt kim lê. Bộ đỏ 35 chốt im hoa nắng. Bây giờ áo khóc bé em cũng chưa muốn xả, nhưng mà bây giờ nếu mà xả là em xả như thế này cho nó nhanh đi. Em vừa mang 89.000 đúng không? Bỏ vô trên hấu 89 tới là 90.000 á. Bây giờ em sẽ bán cho mấy chị với giá 69.000, nhưng mà em không cho mấy chị chọn màu, không cho mấy chị chọn màu, không cho chọn mẫu. Em sẽ cho mấy chị chọn số ký. Chị đã đồng ý chốt khóc kaki cho bé với giá 69.000. Em không cho chọn màu, không cho chọn mẫu. Thì em sẽ bóc cho mấy chị nha. Hàng khóc bé dễ thương mà đẹp lắm. Nó đẹp cực kỳ luôn. Còn không em để em vẫn bán đồ ở nhà 90.000 một con bình thường nha. Em vẫn bán giá 90.000 một con bình thường. Hàng nào mấy chị đi mua ở đâu không dưới giá 110.000 em khẳng định luôn. Rồi chị nào đồng ý thì em sẽ tự bóc size cho mấy chị. Size từ 30 kg đổ lại nha. Em có size từ 10 cho tới 30 kg. Ngố đỏ em hết à. Em có size từ 10 cho tới 30 kg. Khóc bé em sẽ bán với giá 69.000, với điều kiện em không cho mấy chị chọn màu, không cho mấy chị chọn mẫu. Chị được chọn số ký thì mấy chị chốt nha. Rồi hôm cứ để nè em bán. Giá hàng này cũng mới về, mới bán, đang bán. Còn bán ở nhà vẫn giá 90.000 một con bình thường nha mấy chị ơi. Ở nhà bán giá vẫn 90.000 nha. Chị có dạy nó mới nhanh thôi. Còn gì nữa ta? Buồn tay. Hôm bữa mới mua 89k mà. Thì đúng rồi, em được chọn mẫu. Còn cái này là em không cho chọn mẫu, không cho chọn màu. Không cho chọn mẫu, không cho chọn màu. Chỉ được phép chọn số ký, thương tự bóc size. Rồi hai áo chốt cho vợ nhị. Hai áo chốt cho vợ nhị. Một áo cho em Yến, cho em Yến Trang. Khóc bé bao nhiêu ký chị đẹp ơi? Khóc bé 25 kg cho Việt Xương cầm đi, mai đuổi em bóc sai. Một khóc bé 13 kg cho con đánh. Mai tụi em bóc sai, anh cứ giữ giấy lại đi. Một khóc bé 25 kg chốt cho Nguyễn Việt Khôi. Ok, cái này trai gái đều mang được nha, em không có sai. Nam 35 kg vẫn có nha chị Nguyễn Mỹ Châu ơi. Khóc này trai gái đều mang được. Rồi khóc bé nữ 30 kg cho chị Trần Trương Thảo Hiền. Áo em mặc chị còn mè gì ta? Còn quần tay nhân em quần như áo chị mặc. Khóc bé 20 kg cho Thảo Thanh, khóc bé 20 kg cho Mỹ, 25 kg cho Mỹ Phước. Khóc bé có mấy mèo hết chị? Nhiều mèo lắm, toàn mèo đẹp không? Mèo ruốc này, mèo cam này, mèo tím này, mèo đỏ đô, mèo cam, nói chung là mấy mèo đó. Khóc bé 13 kg cho bé gái cho em Nguyệt Thị Đạn. Dùng khóc bé 10 kg, 10 kg là hơi rộng một xíu nha Ngọc Mến. Bé chị 12 kg nó khóc cũng được. Chúng ơi con chạy gì mặc chị chụp mẫu á, nó hơi rộng một xíu nhưng mà nói chung là hàng khó anh cũng dễ mặc nha. Mấy chị đồng ý em bóc cho tận bóc hai luôn, khỏi chọn mèo, khỏi chọn mèo, bóc dài cho nó nhanh. Cái gì chứ, cái gì mà áo chị áo thương đang mang, còn một con thương đang mang với một con đính đá nè, đẹp cực kỳ nha, 55.000 một con đó. Ai chốt thì chốt cho em mã dài tay nha. Khóc bé với quần mẫu rồi, còn còn đẹp đẹp không này. Đây em bóc đại chứ em có cho chọn chọn màu. Giá đó là chị bóc đại cho mấy chị luôn. Làm gì? Nhưng mà bao đẹp cho mấy chị nha. Không có cái nào xấu nữa. Khóc bé, khóc ca cây bé hôm bữa em la rồi. Mấy chị biết không? Nó đẹp cực kỳ luôn. Khóc bé đẹp lắm. Đủ loại hết. Đủ màu hết. Chọn lại. Bên em xếp thư sai sẵn hết à. Mấy chị có lên số ký em đi bóc
giá này là em không cho mấy chị chọn mèo, không cho chọn mẫu. Dễ thương cực kỳ luôn á. 69.000 hàng kaki, mấy chị đi đâu không tìm được một con áo nào với giá dưới 100.000 luôn á. Giờ mấy chị ra chợ, mấy chị rờ vô nó tàn trăm mấy thôi. Mấy chị đừng có chọn mèo nha, lỡ nhiều khi em hàng xin có bé 9 ký hết rộng nha. Hà xin đồng ý không em? Nhiều khi mới chọn cái mèo đó nhưng mà em hết size cái là mới công. Ok chị đẹp nha. Áo khóc 30 ký với chị Thi Đặng. Không, em không có bé trai 43 ký cho em nha chị Lê Thị Thu ơi. Em không có à. Em không có, rồi em còn mấy quần tay. Chị đã lên cái con áo đá hồi nãy Thương Thương mới cầm tới chút em mẹ áo đá nha. Áo đá 55.000. Áo đá 55.000 chú em mẹ áo đá. Mẹ áo đá con. Mình lấy bỏ vô. Rồi em còn mấy con quần tay. Cho em áo chị Thương đang mặc nha. Ok Kim Nhân nha. Chốt áo đang mặc cho em Kim Nhân. Chốt áo đang mặc cho Kim Nhân. Anh bỏ cái áo vô cái tao chiếu em vừa mới yên nha. Thương áo khoác trên bao nhiêu? Áo khoác trên đã khoác 95.000 một con nha mấy chị. Khoác này là 95.000 một con. Hàng này nó là thun cô tông cực kỳ đẹp nhưng mà nó không có dày nha. Đó, nó không có dày, mềm, mỏng, không có mỏng ti. Nhưng mà nói chung là rất là đẹp, cái chất vải là cực kỳ đẹp luôn nha. 95.000 một con. Con này con tiền sò nha. Con này hàng ăn tiền sò. Rồi em còn mấy quần tay. Gái là giữ gái. Ừ. Tắt nước kìa bôi yêu. Cô tắt đi ngủ. Tắt miệng miếng nước cho con trai. Áo em đeo mặt 55.000 nha mấy chị. Hàng cực kỳ đẹp nha. Này em chưa có cái được cái nơi cho nó đẹp. Rồi em còn mấy con quần tay còn ít em. Quần tay còn cực kỳ ít. Big sale cho mấy chị 55.000 luôn. Không bao rộng chặt nữa nha. Hàng quần tay giờ em không bao rộng chặt nữa đâu. Em xả 55.000 là em không bao rộng chặt nữa đâu. Nên mấy chị yêu chốt. Bình tĩnh chốt. Em đẹp số ký chốt nha. Rồi quần tay size này là size 58 ký đó lại. M nhưng mà form này form to 55.000. Chốt cho em mã quần này là mã số 67. 55.000 mã số 67 nha. Mã số 67. Mã số 67 size 55 tới 58. Áo chị mặc là 58 ký đô lại nha em yêu ơi, 55.000 một con nha. Áo chị Thương đang mặc 58 ký đô lại, 55.000 một con. Khó có túi trong, khó có túi trong đầy đủ hết nha chị Thi Đàn ơi. Lấy em áo chị đang mặc ok Mỹ Yên, áo đang mặc chốt em Mỹ Yên. Áo đang mặc có nhiều màu lắm nha mấy chị yêu. Áo Thương đang mặc nhiều màu lắm. Áo Thương đang mang nhiều màu lắm, đủ màu luôn. Áo đang mặc chốt cho chị gì đây? Em Mỹ Yên nè. Mỹ Yên. Áo Thương đang mặc nhiều màu lắm. Con yêu. Đậu chưa? Thương con yêu có bị chưa?
không chịu đi ngủ. Áo Thương đang mặc có màu vàng này. Áo Thương đang mang có màu vàng. Áo Thương đang mang có màu cam. Áo Thương đang mang có màu cam. Rồi áo đang mang có màu da. Áo đang mang có màu da, 55.000 một con. Áo đang mang có màu da. Áo đang mang có màu đỏ. Áo đang mang có màu đỏ. Áo vàng cho Việt Xương. Áo vàng cho Việt Xương. Đỏ. Rồi áo đang mang có những màu nữa nha mấy chị yêu. Áo đang mang có những màu nữa nha. Áo đang mang đủ màu. Wow. Wow, hết hồn rồi con gái. Cay đắm sợ lắm. Ok, mèo da cho em tiếng vỏ. Mèo da cho tiếng vỏ anh. Đó, mèo da này mày anh động vô đó. Rồi 55.000 một con quần tây. Chưa bàn cái tiền mê nữa mấy chị ha. Dán lại dán quần Becky nha. Size này size L. L này nhưng mà form 55kg lại thôi nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em mã quần tây size L 55.000 mặc lên dáng đẹp lắm. Quần tây size L. Chốt em mã quần tây size L. Rồi con này con xanh đen. Áo này 58kg lại mang được nha. À, hàng áo khoác còn free size nha Thúy Đặng ơi. Cái áo khoác mà trên cây dịch ra là free size nha. Con này mặc xanh đen nha mấy chị, mặc đẹp lắm nha. 55kg lại. Chốt cho em mã xanh đen size L. Xanh đen size L. Quần như bé đang mặc có không chị? Quần đang bé mà thằng như còn một con hay sao? Còn hai con. Quần ở như bé chị đang mặc này còn size 18kg. Ba quần. Ba quần này nếu mà lấy hết thì chị lấy bao nhiêu tiền cho hết ha? 75.000, thành ra 22 thành ra 25.000 một quần. Còn ba quần size 18 20kg. Ở như bé chị đang mặc á, ai chốt thì chốt combo ba quần luôn 75.000. Ở như bé chị đang mặc. Quần tay size L 55 cho em thêm Nguyễn. Thêm Nguyễn á, quần tay á, 55kg á. Size L của quần tay đen nhá, quần tay đen dán quần cái ly đó. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. 45kg nha, chút anh khác nha. Rồi quần tay L hết, em còn xanh đen L. Rồi combo 3 quần cho bé. Ơi cha quần bé không đang mặc ha. 75.000 3 quần, chị còn lấy rồi đó. Qua tí đó con ơi, ồn. Sao mà bà ồn dữ vậy trời. Bà ồn quá. Sao 12kg size nó rộng quá em ơi. Size nó phải 18. 15 tới 18. Không có size 12kg. Rồi quần này size M. Quần này size M nó là ống đứng nha. Quần này size M nó là ống đứng. Mèo này mèo xanh đen 52, 53kg nó lại. Chốt em mèo quần tay size M. Quần tay chắc không để treo bán. Cái này nó lại ướt quá. Rồi con này chốt em mã quần tây xanh đen size M nha. Sao mệt vậy? Quần khuy, chốt em mã quần khuy size M. Quần khuy size M. Anh gì cũng mệt. Rồi một con ống suông size 60kg nó lại. Chốt em mã ống suông 55.000. Ống suông size 60kg nó lại. Áo chị đang mặc còn đủ màu nha em yêu. Rồi áo Thương đang mặc còn đủ màu luôn. Vàng, da, đỏ, hồng như Thương đang mang 55.000. Áo Thương đang mang còn đủ màu 55.000. Vàng, da, đỏ, hồng. Vàng, da, đỏ, hồng. Quần tây, ống đứng bao nhiêu một cái? Dạ em đang xả 55.000 đó chị yêu ơi. 63kg mặc được không? Chị hỏi áo khó phải hỏi gì chị? Ống suông cho em ly kép. Cái ống suông anh dỡ lên này em thấy. Có sĩ chỗ đây nè. Đó đúng rồi, cho ly kép. Áo Thương đang mang còn đủ màu luôn. Rồi Thương qua một mẫu nữa. Dí phá có bị quá. Dí phá quá. Đó,
quần tay 55 phi cho chị Mỹ Dung. À cho chị Nguyễn Mỹ Châu, Nguyễn Châu. À Nguyễn Châu. Đó chị lên em xem. Đỏ nó là đỏ, đỏ hồng đẹp lắm. À đỏ giống như cái màu đỏ thương mang nè. Đỏ giống em màu đỏ thương mang mang. Rồi em qua con áo tiếp theo. Áo phối. Cái này chốt em mã là mã áo phối nha, 55 ngàn một con. Con gà lúc gà nó tết rồi đó. Mã phối. Rồi mã phối 55 ngàn một con. Chốt em con này là con mã phối nha. Mã phối 55 ngàn. Phối. Phối mà 58 tí nó lại là mang được. Mã này giống thương sinh. Rồi mã phối cũng có nhiều màu. Phối xanh. Phối đỏ như thế nó mang. Phối xanh. Phối da. Rồi phối đen. Phối đen. Phối đỏ thương mang. Phối hồng ruốc. Đó, mẹ phối thương mang có đủ mèo nữa nha các chị ơi. Phối hồng ruốc, phối đỏ. Hello Mạnh Nguyễn. Hello Mạnh Nguyễn nha. Đó, mẹ phối thương mang nha. Đủ mèo. Buồn quá hả? Đi ngủ. Đi, đi ngủ đi. Đi với bố như con đi ngủ đi. Ba cho con đi ngủ đi. Thì lan xíu là mẹ ngủ. Phối. Phòng vỡ chưa? Phòng vỡ đi con. Phòng vỡ đi. Hồi nãy Hương làm bài tập gì trẻ? Ai cho phép con coi tôi quay dạy? Còn bà bí ha. Bí không thì đi ngủ mà bí phá ha. Lấy em đỏ cho em, đưa vỏ nhị lấy về giùm em. Rồi đỏ cho Nguyễn Phương. Đỏ, đỏ đó, đỏ cho Nguyễn Phương. Rồi áo Hương Nam hả? Để đầu la thương lên áo Hương Nam. Mã phối đỏ ruốc. Mã phối đỏ và ruốc cho chị Mỹ Dung. Đỏ và ruốc này cho chị Mỹ Dung. Rồi phối caro. Phối caro, con bắp bò rì đẹp quá. Phối caro bắp bò rì 55 ngàn. 55 ngàn một con. Con 24. Rồi số 2 với số 4 với số mấy con hỏi kỳ vậy. Rồi phối bắp bò rì em có phối caro vàng, phối caro đen. Phối caro vàng, phối caro đen. Ngủ đi.
caro vàng, caro đen, caro da, caro ruốc, caro đất. Là mấy chị muốn caro mè là chốt nha. Caro đất nè, caro ruốc nè, caro da nè, caro vàng và caro đen không mang. Chạy phối caro 58kg mặc được không? Con này 58kg mượt mà thương 55kg nè. Con này 58kg mặc được. Nhưng mà chị cao bao nhiêu chị ơi? Sợ cái vòng ngực của chị to không? Vòng ngực của em mặc nè. Cô ở trường con quên gỡ cho mẹ á. Thầy đông hả? Cô gỡ cho con đi, cô gỡ cho mẹ hả? Dạ mà bữa nay em đi đưa. Mẹ em bị không biết làm sao. Con sợ quá con chụp nhớ. Đem phối với chị Mỹ Dung. Đem phối caro cho chị Mỹ Dung. Đem phối cho chị Mỹ Dung. Rồi em qua hàng áo thun phông rộng, xả thun phông rộng cho mấy chị nha. Con đi qua. Đem phối cho chị Mỹ Dung. Anh ơi ẻm con ra giùm em cái coi. Hai cha con nó vô ai lộn xộn quá. Đem phối với chị Mỹ Dung nè. Phối caro vàng cho con Hale. Phối caro vàng cho Hale. Phối caro đẹp nè mấy chị. Đen cho Mỹ Dung, vàng cho Hale. Ở nơi đâu nỗi nhớ em ơi. Ủa cái đóng áo phông rộng thì má bỏ ở đây đâu biết. Em biết rồi còn nè. Hẹn cho anh ấy thì anh vô cho người ta thấy chồng im chút không được cái gì đâu mà. Ờ, về đi đây nè. Cao cục vàng đưa đây cho mì bán. Ở đâu còn có quần đây. Chẳng biết rồi. Còn một cái quần UV 39 ngàn nha mấy chị. Mắc quần là rút luôn. Phụ mì bán hàng phá quá luôn hả chị ơi. Phá quá. Em còn quần tay nam màu mèo đen thôi nha mấy chị ơi. Em còn size 31 và size 32 xả 69 ngàn nha. Rồi quần UV 39 ngàn form là 52kg nó lại thôi nha. Chú em mã UV 39. UV 39. Chú em mã UV 39. Giờ em qua áo phông rộng. Áo phông rộng bây giờ em xả 45 ngàn là em không cho mấy chị chọn màu luôn. Được không? Còn nếu mấy chị chọn màu là 55 ngàn giùm em nha. 45 ngàn em không cho chọn màu. Còn 55 ngàn mấy chị được quyền chọn màu. Em cao 1m em ơi. Em thích quá mà sợ không vừa. Dáng chị đẹp quá chừng mà. Không chị cũng mập lắm. Bụng chị cũng phục siêu mỡ em ơi. Chị cũng mập chứ không có đẹp đâu. Nói chung cũng được nè. Quả đẹp là không đẹp. Rồi em lên hàng áo phông rộng. 45 ngàn một con thì không chọn màu. Còn 55 ngàn một con là mấy chị được quyền chọn màu. Em là đẹp lắm. Em xả 55 ngàn là em xả về giá vốn rồi đó. 39 u mì cho chị Mỹ Dung. Em không có size 33 chị yêu ơi. Không chọn màu thì chốt mấy chị 45 ngàn. Còn chọn màu 55 ngàn giúp em ha. Cho hàng lạm nhập 55 ngàn. Ủa mày 39 em hết. Còn quần riêng ống suông xa lờ để em cái. Ống suông xa lờ chị hết mắt em. Ờ. Ống suông xa lờ chị hết mắt chị còn xe S không à. Áo phông suông không còn đỏ tím nè. Đỏ tím và trắng. Đỏ tím và trắng nha. Coi đẹp á. Tây Nam size 32 chốt em sân Diệu Nguyễn. Tây Nam size 32 sân Diệu Nguyễn. Hàng Tây Nam em xả có 69 ngàn rồi mấy chị ơi. Chồng mấy chị mệt vừa hay mấy chị chốt. Tây Nam đẹp nè. Đây size 32 nè. Size 32 này chồng em 72kg giống mặt vừa. Vừa khít luôn. Mặt form đẹp. Tây Nam. Tây Nam còn mỗi màu đen. Rồi áo 45 ngàn không chọn màu. Chọn màu thì 55 ngàn cho thương nha. Chọn màu thì 55 ngàn. Em có màu trắng nè. Màu tím nè. Màu trắng, màu tím. Chọn màu 55, không chọn màu 45. Rồi màu tím nè. Trắng, tím. Còn mấy con nữa hết luôn á. Trắng, tím và đỏ.
trắng tím đỏ, 45 form rộng xéo cái mèo khác nhau. Ok chị yêu. Có size 31 nha chị Xuân Diệu Nguyễn ơi, có size 31. Rồi, mèo trắng cho chị Thảo Thanh. Ok chị yêu. Xuân Diệu Nguyễn lấy size 31 không? Ok, tay nam size 31 cho Xuân Diệu Nguyễn nè. Tay nam size 31 cho Xuân Diệu Nguyễn. Xéo khá phong rộng cho chị Mỹ Dung. Áo trắng 55 cho chị Thảo Thanh. Áo trắng 55 cho chị Thảo Thanh. Phong rộng một cái cho em. Trang Tàng lên số hỏi đi em ơi. Ok Xuân Diệu Nguyễn nha. Rồi áo trắng chốt của chị Ngọc Vò. Ok chị yêu. Phong rộng một cái Trang Tàng lên cho chị Thương Xuyên số hỏi em yêu ơi. Lên cho Thương Xuyên số hỏi nha Trang Tàng ơi. Lên cho Thương Xuyên số hỏi nha. Một cái cho Trang Tàng. Trang Tàng lên cho Thương Xuyên số hỏi. Ba áo phong rộng cho con Hai Lê. Ba áo phong rộng cho con Hai Lê. Ba áo cho Hai Lê. Để trên bắp. Ai gọi ta? Ai gọi giờ này vậy ta? Ba áo phong rộng cho Hai Lê. Áo đỏ cho em Kim Nhân. Áo đỏ cho em Kim Nhân. Hàng nào đụng trong túi giúp xịn xò mấy chị nhận ra hàng gì là mấy chị thấy cái em chắc đẹp lắm. Kim Nhân. Áo trắng em chốt với chị rồi nha chị Ngọc Võ. Để giờ quên mất hả? Em có áo trắng chưa? Có rồi Ngọc Võ nha. Em có áo trắng rồi nha. Em có áo trắng rồi. Hàng phong rộng không chọn màu thì 45 còn. Nếu mà mấy chị chọn màu là giá của nó 55 ngàn giúp Thương nha. 55 ngàn. Rồi hàng áo phong rộng. Em còn nhiều màu nữa. Thương treo ở đằng cây kia này. Đủ màu đẹp đẹp không à? Em sẽ bóc ngẫu nhiên màu cho mấy chị. Còn đủ màu. Rồi em lên cái áo này. Rồi em sẽ nhanh, chỉ có em sẽ như thế này nó mới nhanh thôi. Đây là áo phông rộng đây. Rồi qua con áo kho này. Tay nam size 31 chốt cho không Thanh Võ. Xem là áo khoác bé. Áo khoác bé 69.000, không chọn màu, không chọn mẫu. Áo khoác bé là hàng khoác kaki. Nhiều mẫu lắm nha. Khoác bé nhiều mẫu lắm. Không chọn màu, không chọn mẫu. Cho phép chọn số ký. Thì 69.000, còn nếu không là 89.000 một con nha mấy chị. Còn nếu không là 89.000 một con nha. Hàng kaki. Xem là áo có bé, thấy số điện thoại chưa chị? Chưa thấy em trẻ em chị gì thấy đâu nha. Chị thấy đâu. Rồi em lên cái con áo hoa này. Em xả cho mấy chị 59.000 không chọn hoa, 65.000 chọn hoa. Áo này đẹp. Ái chị đang mặc có màu vàng. Có màu vàng nha em. Ái chị đang mặc có màu vàng. Ok chị Ngọc Quế. Chị Ngọc Quế cho em xin số điện thoại nha. Chị Ngọc Quế cho em xin số điện thoại nha. Chị Ngọc Quế ơi. Áo khoác bé 11 ký có nha em. Còn quần u mì form baby không thương còn nha chị yêu ơi. Lấy em cái nữa. Thảo Thanh lấy cái nữa là lấy cái gì em? Đang xem lại quần Tây Nam. Ok chị Ngọc Quế này. Chị Ngọc Quế lên cho Thương xin số điện thoại nha. Đây nha chị ơi. Đây nha. Đẹp cực hồn cho em nè. Đó. Đẹp chưa? Quần Tây Nam á nha. Em còn size 31, 32 thôi. Rồi áo hoa Thương ăn mang. Mang cực đẹp luôn á chị yêu. Hàng này hàng thiết kế 59.000 không chọn hoa. Cho em cái vàng. Ok đi kết. Áo vàng là áo phông rộng. 59.000 không chọn hoa, 65.000 chọn hoa dùm Thương nha.
hoa nào cũng được, hoa ngẫu nhiên thì 59.000, còn chọn hoa thì giá của nó là nó sẽ bị 6 giá mấy em. Toàn có hoa xanh, còn nhiều nữa là hết áo hoa. Nhà cũng gần gọn sập xỉ hơn rồi. Hai áo mèo bất kỳ ở khung phông rộng, ok em Thảo Thanh. Hai áo mèo bất kỳ ở khung phông rộng, à, Thu Phận cho em một cái 30kg, một cái 27kg với trai. Ok em Thu Phận nha. Ok em Thảo Thanh, để em một cái áo khoác bé nha chị Thương. Bé em 30kg, chị đem xuống nhà mẹ chị, bữa nào em vô chơi em lấy nha chị. Ok Dương Nguyễn, tổng cộng 3 cái. Ok Thảo Thanh, có xét bộ có thể thao không chị ơi? Không có em ơi, bán cho chị quần tây nam đen size 32. Ok chị Ngọc Quế, em chốt chị rồi nha chị yêu ơi. Rồi áo hoa Thương đang mang, tay của nó là tay phần, 59.000 một con, không chọn hoa. 65.000 được quyền chọn hoa. Rồi em có hoa hồng, hoa xanh nè. Em có hoa hồng, hoa xanh nha mấy chị ơi. Hoa hồng, hoa xanh. Quần tây nam vải gì chị, có co giãn không? Quần không co giãn nha chị yêu ơi. Quần tây nam là quần chắc ở người ta hay mê quần tây đó. Gọi là chắc gì ta? Hoa hồng, hoa xanh. Em có hoa hồng này, hoa xanh nè, hoa xanh dương. Hoa xanh hồng. Hoa vàng, hoa xanh. Rồi hoa, ai là hoa xanh nha mấy chị ơi. 59.000 một con, không chọn hoa. 65.000 chọn hoa. Dùng đơn với áo nam luôn nha. Ok không phận. Rồi hoa xanh dương, chúc em mã hoa xanh dương. Hoa xanh dương, hoa này đẹp hết. Như hoa tím đấy, hoa tím, hoa tím được chưa? Hoa xanh dương, hoa tím. Rồi em có chân váy cho bé này, quần đùi riêng cho bé này, chân váy cho bé này, đùi riêng cho bé tậu lắm mấy chị ơi, đùi riêng cho bé cực kỳ tậu. 55.000 một con đùi riêng nha. Hàng là hàng xịn sò, chắc nó co giãn. Mấy chị đi mua nó thiệt á, không có mua ở đâu được cái con giá này. Xa từ 30kg đó lại, em vẫn lấy giá áo hoa hồng cho em Trí Ngô. Hoa hồng cho Trí Ngô. Đùi riêng cho bé em có xa từ 10 cho tới 35kg nha. Không, hiện tại bây giờ không còn xa 35kg, xa 30kg thôi. Rồi Trí Ngô, một áo hoa hồng cho em Trí Ngô. Hoa hồng cho Trí Ngô. Một áo hoa hồng cho chị Ngọc Quế. Ok chị yêu Ngọc Quế, một hoa hồng cho chị Ngọc Quế. Một hoa hồng cho em không Thanh Nguyên. 65.000 nha em, 65.000 nha. Thương sửa lại 65.000. Rồi Tía Tô lên cho Thương xin số điện thoại với Tía Tô ơi. Tía Tô lên cho Thương xin số điện thoại với nha. Tía Tô lên cho Thương xin số điện thoại. Ok em chốt chị Ngọc Quế rồi nha. Chị Tía Tô lên cho Thương xin số điện thoại. Ok chị cơ, cái áo vải đẹp lắm chị ơi, vải lụa xịn sò luôn. Hàng này bữa bán 75.000 mà, con này đẹp lắm. Áo hoa hồng cho em Kim Nan nè. Hoa hồng cho em Kim Nan nè. Hoa hồng cho Kim Nan nè. Rồi, em lên riêng bé nha. Riêng bé bây giờ em đưa mẫu ha. Em đưa mẫu với chừng em bắt mẫu riêng nha. Riêng bé tàu lắm chị ơi. Xa từ 10 cho tới 30kg em đều lấy 55.000 một con nha. Chân váy là 65.000, chân váy đẹp lắm. Quần riêng bí nam, em không có quần riêng bí nam. Quần riêng bí nam em còn 1-2 cái quần dài. Băng Như, có không em? Quần đùi với quần ngố riêng người lớn thương hết đó chị.
Cô chiều đem quá sỉ nó bóc hết không còn một cái nào luôn. Bây giờ nhà em không còn một cái riêng đùi, riêng ngố nào luôn á. Bán hết hồi chiều luôn, giờ em còn riêng dài. Chăn với riêng cho bé tậu lắm, nó có nhiều loại. Tôi sẽ bóc ngẫu nhiên cho mấy chị, đây là đùi riêng nha. Đùi riêng chắc co giãn cực kỳ. Áo hoa ngẫu nhiên hả chị Nguyễn Thị Sang ơi? Chị chốt em áo hoa ngẫu nhiên đi. Hồng Thanh Hân 65.000 chứ không phải 56.000 nha chị Hồng Thanh Hân ơi. 65.000 một con nha chị yêu. 65.000 một con ạ. Rồi đùi riêng cho bé nè 55.000. À, chăn váy cho bé là 65.000. Em có size từ 30kg đó lại. Bừ tới 30kg. Chăn bé cho bé nhiều mẫu đẹp lắm. Em sẽ bóc mẫu riêng cho mấy chị nha. Hàng này em lấy hàng phốt nè mấy chị ơi. Đẹp đẹp không à. Chắc phê ly. Phôm dán mặt lên cho bé là bao dễ thương luôn. Chăn váy hoặc là quần đùi em đều có size từ 10 cho tới 30kg nha. Chăn váy là 65.000 nè. Quần đùi là 55.000. Quần là mấy chị mua ít nhất 100 mấy ngàn hết á. Em nói thiệt luôn. Đùi bé dễ thương lắm. Chăn váy cũng vậy. Tủ mẫu. Đồ cho bé gái. Còn size 28kg hết size 8kg chị ơi. Còn size 25kg nha. Quần riêng dài cho bé hình như em còn 2 quần size 25kg. Quần riêng gái cho bé dài em cũng còn 2 quần size 25kg hay sao. Nhiều nữa là hết á. Áo hoa 59 ok chị Sang Hiển Thị. Bóc lại hoa cho chị Sang Hiển Thị. Áo hoa đang mang giải đẹp. Tết tới men đầu ngon. Tết tới men hiền nhà. Còn gì nữa không ấy? Còn gì nữa? À sọt. Sọt nam nè. Sọt nam 40 cho tới 60kg nha mấy chị ơi. 79.000. 79.000 một sọt riêng nam. Chắc co giãn cực kỳ. Lông thun nữa chứ. Mặt sướng cực kỳ luôn nha. Đó. Quần đẹp quá. Hốt hết là đúng rồi. Ừ. Hốt hết. Ờ nó vô nó hút. Nó hút phanh tê luôn mà ơi. Nó hút sạch. Không còn một con nào ở nhà tôi hết là bà Mạnh ơi. Không còn một con nào. Ngố với đùi không còn con nào luôn. Còn riêng dài còn được mấy con. Rồi chú em mẹ sọt nam. Sọt nam nó mặc sướng lắm mấy chị yêu ơi. À đơn em đi chưa chị? Đấy hay nếu mà đã gọi là đã đi nghe Nhung Bích ơi. Còn sót lại con riêng ngố. Ok Úc Úc. Sọt nam với chị Băng Mai. Sọt nam với chị Băng Mai. Quần tây đêm với ống áo hồng mai chị lên nhà lấy được không? Dạ được nha chị Ngọc Quế ơi, chị lên nhà em lấy được nha. Rồi một trong váy 25kg cho em Nguyễn Viết Khôi. Lên áo kiểu nữa đi chị, áo kiểu chị còn mấy kiểu nè. Chuẩn bị chị về một lô áo kiểu nữa chứ lô áo khoác kaki nữa là kết thúc nha mấy chị ơi, kết thúc của năm nay nha. Chờ em đang xả xả em chờ cái lô kia về em like nữa. Ờ áo khoác riêng cho bé đẹp lắm mấy chị yêu. Bây giờ em còn 20kg đó lại. 85.000 con khoác riêng này. Hầu như ai đi mua cũng nói là em mua 88.000 luôn hết. Thiệt luôn á, khóc riêng cho bé nè. Xịn giả mang luôn. Em còn size từ 10 cho tới 20kg đối lại thôi nha. Khóc riêng cho bé 85.000. Đẹp lắm, bây giờ đó. Đẹp cực luôn. Trong khóc riêng đẹp lắm. Đó, khóc riêng cho bé nha. Khóc riêng cho bé. Đẹp chưa? 85.000 một con. Hiện tại bây giờ em còn size 20kg đối lại. 10kg tới 20kg. Rồi chị yêu là chốt khóc riêng cho bé thì chốt nha. Khóc riêng đẹp lắm luôn nè. 85.000 con. Nó đẹp dữ thần luôn á. À, 8 giờ là bắt đầu nhà em làm việc rồi nha chị. 8 giờ tới 5 giờ nha chị yêu. 8 giờ tới 5 giờ là nhà em bắt đầu làm việc nha chị. Để mai em vô lái nha. Ok Úc Úc. Ok Úc Úc nha. Ok chị Sang Hiển Thị, một con hoa hồng chốt có chị Sang Hiển Thị. Con hoa hồng đi chị Sang Hiển Thị. Ê, cái men đầu ngon. Ê, cái men thì nè. Hoa hồng đi chị Sang Hiển Thị. À hay cũng, bây giờ em là biến la nữa quá. Áo nam hay nữ chị? Hàng này nam nữ đều mang được á em yêu. 25kg hết mất rồi Nam Thư ơi.
Áo khoác riêng cho bé nam nữ đều mang được ạ. Khoác riêng 19kg cho em Bông Nguyễn. Lấy em size 20kg khoác riêng bé ok Thanh Khê. Size 25kg cũng hết rồi. Wow, thôi nghỉ nha mấy chị, xem nhức đầu, xem mệt ghê. Còn gì nữa không ta? Còn tập lum hết đó chưa? Còn một tay mà ít thế mấy điều. Em còn cái này nữa chứ? Còn con áo này nữa chứ? Còn ba con nữa hết chưa ta? Bốn con cả. Chị cho em hai áo khoác kaki bé 27kg đây chị. Ô, chị cho em hai áo khoác kaki bé. Ok em trưởng trường nha. Chị có áo phung ôm không? Có. Đầm còn với chị Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyễn. Thôi ngủ đi. Thấy ớn. Thấy ớn hả? Đào Thương còn con áo này dễ thương lắm. Xem mấy chị 49.000 luôn. Còn mấy con ta? 3-4 con nữa. Con này hàm nhập 65.000 của em đây. Xin rồi kia nữa 65.000 này không nói điêu luôn. Áo dễ thương lép form tầm 52 cái đó lại thôi nha. Em không có khóc dù như chị Tô Duyên. Đẹp quá à. Bây giờ tự nhiên gần nó Tết không người làm biếm như vậy. Nó cứ nôn nao muốn nghỉ Tết thì Tết được rồi. Rồi áo này 49.000 nha. Xem mấy chị 49.000 52 cái lại thôi nha mấy chị ơi. 40 tới 52 kg. Còn 3-4 con, 4 con hay sao. Rồi áo trắng 49 cho em nha. Chúc em áo trắng 49. 4 con. Không lên nha bà Nguyên Nguyễn ơi. Rồi ok để chị 4 áo thì bị dung luôn 49 nha. Cho em hai cái u mì. Ok em Trang Hồ. Hai u mì với áo. Em còn cái ri áo đá này mấy chị. Bất giá nhất trời. Áo đá xịn sò. Xem mấy chị bao nhiêu ta. 59 ngàn này. Thằng áo đá xịn quá. 59 ngàn áo đá đi. Mẹ hôm qua bán nhiều giá quá mà nhớ giá nẩu không biết. Mấy chị chốt giá không biết. Bán giá tầm bậy tầm bạ. Giá tầm bậy tầm bạ mà nhớ giá không nghe chứ. Trang Hồ. Ok Trang Hồ. Ok em yêu. Áo nam chị đang sale 49.000. Không chọn mèo chọn mẫu. Chị được phép chọn size. Em đồng ý thì chị chốt cho nha Lý Phượng. Áo trắng hết rồi sao Võ Nhị ơi. Áo trắng hết sao em. Áo trắng cho Mỹ Dung với Trang Hồ là hết. Rồi em còn mấy con áo đá. Ừ ok trưởng trường nha. Bé trai 35kg hả ta. 35kg sợ có. Để mai mai chị đưa con chị nó mặc thử size có 35kg vừa. Tết đến bên hầu ngó. Tết đến bên hiền nhà. Rồi em còn con áo đá. Mấy con áo đá này xịn lắm. Áo đá em nhập đắt tiền lắm. Rồi em xe cho mấy chị bao nhiêu ta? 59.000. 59.000 em lỗ 1.000. Thiệt luôn. Áo đá 59.000 lỗ 1.000 chưa tính thường si lỗ luôn á. Áo đá phong rộng đẹp ơi là đẹp luôn. 59.000. Có rồi nha Bông ơi, chị chốt cho em rồi nha em yêu. Chốt cho em rồi nha Bông. Rồi, ok chưa? Hàng áo đá là xịn lắm, 59.000 em lỗ 1.000 này. Có điều bán é luôn á. Hàng này em lỗ 1.000 chưa tính thằng si. Nhập vô 60.000 này mấy chị, áo đá xịn lắm. Em bán cho mấy chị 59.000 lỗ 1.000 chưa tính thằng si. Không nói điều với chị một lần nữa. Rồi, áo đá mã đen cho chị Mỹ Dung. Áo đá đen cho chị Mỹ Dung, đẹp chưa? Mè này mè xám. Đá xám. Đá xám. Mấy cái đen, một cái đen này chị ơi. Còn có một con đen này. Xám. À, tại mấy chị làm chung thấy em mua đẹp quá kêu em mua giùm má. Ờ đẹp thiệt á mà. Nói chung là hồi nãy chị xả nhanh là 49.000. Không chọn mèo, không chọn mẫu, chỉ được phép chọn size. Nếu Lý Phượng thích thì chốt chị thương bóc cho nha.
hàng y như hàng hàng 75 ngàn thì sẽ ra đó. Còn áo khoác nha, rồi đá xanh, chỗ em đá xanh, đá đen, áo đá nam hay nữ vậy chị? Áo nữ em yêu nha, hàng áo đá này áo nữ nha em yêu. Rồi đá da 59 ngàn, lỗ ngàn chưa tính tiền xi, nếu tính tiền xi nữa chắc còn lỗ 2 ngàn. Áo da còn mấy cái nữa là hết luôn. Rồi áo đỏ đô, đỏ đô đẹp đi, chắc em quốc con đỏ đô xanh đậm, xanh đậm. Hàng là shop là la nó, em đang so sánh với shop la nha, shop là la bèo bèo nhất là la 80.000. Rồi xanh đậm, hồng nhạt, xanh đậm rồi hồng nhạt, đẹp đẹp không này, hồng nhạt rồi hồng đậm, đá đỏ đô chốt em kim ngân, kim nhân đỏ đô cho kim nhân 59.000, sổ lỗ ngàn đây không tính tiền xi luôn. Đá đen cho chị Mỹ Dung, kim nhân đỏ đô có chứ mà chị chưa la á, không ôm em yêu. Hồng nhạt vàng nữa nè, vàng chanh nữa nè, vàng chanh. Tết đến bên đầu ngõ, Tết đến bên hiền nhà. Đó, em có mèo xanh riêu nữa, có mèo xanh riêu nữa. Rồi em hết áo đá, mấy chị muốn lấy gì lấy. Đẹp mê hồ quá. Rào thay cũ ấy mấy chị ơi, buồn ngủ quá. Đã đem chốt chị Mỹ Dung. Rồi, bye bye mấy chị nha. Áo đá riêu chốt có chị Sang Điển Thị. Ok chị yêu, hồng hồng nhạt chốt em Hồng Thanh Võ. Đá riêu cho chị Sang Điển Thị, hồng nhạt cho chị Hồng Thanh, Hồng Thanh Huỳnh. Ok chị yêu. Sang Nguyễn Thị đá riêu. Đường giao tìm em ôi băng giá, em đi về thôi em thành đợi chờ. Thôi ơi trái tim mùa đông, em muốn